mọi người, mình là Bích Đi Cùng Diệp. Chào mừng các bạn đã quay lại với Homestay Hay. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi khám phá một căn homestay mới rất là độc đáo và thú vị, nằm ngay trung tâm quận nhất luôn. Các bạn có tò mò là ở đâu không? Có thì đi theo Diệp nào. Hiện tại thì Diệp đang đứng ở ngay đầu hẻm 137. Thì địa chỉ ở homestay này là 137-14B Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Nói chung là ở đây ngay trung tâm mà không thể nào mà trung tâm được nữa luôn á các bạn. Ở đây chúng ta có thể di chuyển đến gần đường shopping Nguyễn Trãi, rồi đi ra kênh kia chút xíu thì chúng ta sẽ ra được Trần Hưng Đạo, chỉ mất 1 phút 30 giây thôi. Còn ở khúc này, ngay đây luôn là phố Bùi Viện. Tối mà chúng ta đi quẩy về rồi, chúng ta chỉ mất 1 nốt nhạc để về tới homestay thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi khám phá homestay nha. Thì cũng như mọi lần mình book homestay á mọi người, thì mình sẽ sau khi book và thanh toán xong thì chủ homestay sẽ đưa hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta có thể lên phòng một cách dễ dàng. Xong rồi, chúng ta vô rồi. Tiên riêng tiên. Khi mà bước vô thì đây sẽ là khu vực để xe của khách. Đây là nón bảo hiểm và đây là giày dép chúng ta sẽ thay. Dép trong nhà, chúng ta không được mang dép của chúng ta lên phòng. Hôm nay homestay Diệp book là homestay 2 giường, có dành cho nhóm 4 người các bạn, rất là to, là siêu bự. Giờ mình đi lên tham quan nha. À, quên thay dép cái. Dạo một vòng nhà xong thì Diệp rất là ấn tượng với phong cách industrial của homestay này luôn á các bạn. Mặc dù là nó không hoàn toàn hết 100% đâu, nhưng mà nó có một chút Việt Nam, một chút hiện đại trong đó. Như là cái căn bếp này nè, nhìn rất là hiện đại luôn, nhưng mà tất cả các đồ dùng của nó đều kiểu rất là truyền thống, các bạn nhìn thấy không? Đó. Hiện đại ở chỗ là có máy nướng nè, có bếp điện nè, rồi có bình nước nóng, rồi có lò vi sóng nữa. Còn mấy cái truyền thống lại đây, ví dụ như Diệp lấy cho mọi người coi nha. Đây, chén. Rồi nặng quá. Đây là dĩa, đồ các thứ rất là, nhìn rất là truyền thống và đẹp luôn, với cả ly rượu ấy mọi người. Rất là tiện. Và ở đây có đủ 4 cái ly cho 4 người luôn. Rất là đầy đủ tiện nghi nè. Đũa, muỗng, đồ các thứ, có cả dao ăn bistec luôn. Rồi các thể loại dao, còn trái cây, dao nhỏ, dao bé, dao lớn, thớt luôn. Wow, không là đầy đủ gì luôn các bạn. Đây coi mấy cái này. Nó có đủ tất cả các gia vị cho tụi mình luôn nè. Rồi, đỉnh đảng vậy. Như vậy nếu như mà ai muốn ở dài hạn á thì rất là tiện lợi luôn các bạn ạ. Trời ơi, một bộ nồi luôn. Một bộ nồi luôn nè. Nói chung là hết rồi đó mọi người. Còn bên này là một cái tủ lạnh. Tủ lạnh của bên này hồng rác. Ủa, chị thấy hình như nó hơi bị thiếu cái kệ dép. Nhưng mà cái đó thì không sao, mình có thể bỏ qua được. Còn đây là cái bàn ăn to dành cho 4 người. Diệp rất là ấn tượng ở cái homestay này chính là cái tủ đó các bạn. Diệp chưa giờ đi cái homestay nào một cái tủ y tế mà trong trọng có cả dầu gió, rồi nước muối sinh lý, bông gòn này nọ. Nói chung là nếu như chúng ta bị đau bụng hay bị cái gì là lập tức có liền. Quá là chu đáo luôn á. Bên này nè còn có cả nón và dù. Nếu như ai thích dù thì các bạn cứ lấy về xài nha. Diệp nói giỡn thôi. Rồi giờ chúng ta qua đây nè. Đây là máy pha cà phê. Và đây là sẽ là đường cà phê, trà này nọ để chúng ta pha. Nói chung là rất là đầy đủ và tiện nghi, rất là chu đáo.
Diệp rất là thích cái sự chu đáo của cái homestay này. Còn đây là ban công, mình ra ban công coi thử cây như thế nào nha. Nắng quá. Thì thật ra ban công ngoài này không có gì hết đó mọi người, rất là đơn giản luôn. Còn mình sẽ ra ban công thì mình sẽ nhìn thấy được nhà hàng xóm đối diện. Nói chung là cũng không có gì ở ngoài ban công cả mà nắng quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chính thôi. Chúng ta sẽ tạm gọi là khu vực phòng khách nha các bạn. Có một dãy ghế sofa dài và bên này được làm bằng da, rất là thoải mái. Ở bên này là cái cửa sổ rất là lớn đó, chúng ta hãy ngồi đây và đón ánh bình minh chiếu vào mặt đó. Còn đây là cây thiệt của mọi người, bên cái cây là sẽ có một cái đèn mà ngủ á, thì sẽ đi bật thử lên xem nó như thế nào. Wow, chị rất là thích cái đèn kiểu vậy á, nhìn nó rất là kiểu sang trọng. Rồi chúng ta sẽ qua tới bên này. Đây, bên này thì chúng ta sẽ có một cái loa Bluetooth rất là to luôn. Chúng ta có thể cắm cả USB vào nữa. Và đây là những cái đồ vật decor trang trí mà Diệp thấy chủ nhà này rất là có gu nha. Decor nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nó rất là tông sạc tông vô concept. Còn đây là cái cây cũng là cây thiệt luôn. Còn đây là cái tivi. Cái tivi to hơn cái tivi hôm bữa cái homestay kia Diệp đi. To gấp N lần luôn. Đó, coi này mới đã nè. TV thì chúng ta sẽ có cả YouTube và Netflix luôn. Còn đây sẽ là bát wifi. Và ở trên này sẽ là cái máy lạnh đầy đủ luôn cho chúng ta tiện nghi. Các bạn có thể nhìn đó, phòng khách rất là đẹp. Vì vậy thôi là chúng ta chụp được một đống ảnh rồi đó. Còn đây, đố các bạn là cái gì? Đố các bạn là cái gì? Đây không phải là một cái quạt bình thường đó các bạn. Chuẩn bị hồn nè. Hư mất một bóng rồi. Thôi kệ đi các bạn. Sau đây qua đây chúng ta sẽ là tới cái bàn làm việc. Đây là cái đồng hồ, nói chung là bàn làm việc nhìn cũng rất là cổ điển luôn đó. Rồi đây sẽ là cái đèn. Ủa, bật đèn lên nha. Wow, đỉnh đẹp chưa? Nói chung là rất là đầy đủ. Còn bên này sẽ là một cái tủ để đồ, nhìn rất là kiểu tiết kiệm không gian nha, nhỏ nhắn xinh xắn. Và bên này sẽ là một cái rổ đựng đồ dơ cho chúng ta. Còn bên này, đây là khu vực phòng nghỉ ngơi đó. Chúng ta có thể nhìn thấy. Thôi, nói chậm lại, Để Diệp hào hứng quá, Diệp nói rất là nhanh mọi người. Bây giờ sẽ chuyển qua table nói chậm lại. Đây là giường, hai giường ngủ rất là to, bự luôn, dành cho 4 người các bạn. Nó rất là thoải mái, rất là nhiều gối để cho chúng ta ngủ sẽ ngon hơn. Đây, cách bài trí cũng rất là bắt mắt. Đây, Diệp ấn tượng nhất là cái tường này các bạn. Nó không phải là một cái tường trắng không như một căn phòng, mà nó sẽ có một cái điểm nhấn là gạch không như vậy ngay cái chỗ ngủ. Làm chúng ta cảm giác được cái sự êm ái. Còn đây là cái bức tranh. Khi mà bước vô cái phòng này thì Diệp không dám nhìn bức tranh này nhiều, thì Diệp thấy hơi sợ. Ở đây chúng ta còn hai cái đèn đọc sách nè mọi người. Đó, chúng ta có thể bẻ qua, bẻ lại. Đó, chúng ta đọc sách thì chúng ta bẻ đây đó, hoặc là làm phục đèn ngủ cũng được, khi mà đi ngủ mở lên. Còn đây là một cái máy xông tinh dầu, Diệp sử dụng mọi người coi nha. Có đèn. Đó, có đèn nữa nè. Đó. Chúng ta đợi trong giây lát để cho nó phun cái sương khói lên nha. Đó, lên kìa. Đó. Rất là tiện lợi luôn bạn. Nè. Đây là cái gì? Thì ủa. Cái này là cái chăn nè mọi người. Nhưng mà ủa sao chỉ có mỗi cái vỏ chăn thôi, còn ruột chăn đâu? Diệp thấy nếu mà không có cái ruột chăn như vậy thì mình đắp á, nó sẽ bị không có đã lỡ lạnh quá, mà đắp có cái này không thì đâu có được. Vậy cái này khỏi cần máy lạnh đi. Còn đây là cái đèn.
cái đèn rất là nhìn rất là lạ luôn á. Giờ sẽ bật lên cho mọi người coi nha. Wow, qua tính ra nhà homestay này rất là nhiều đèn luôn á mọi người, mà toàn là những cái đèn nhìn nó lạ mắt không à, nó rất là thú vị. Còn việc để ý đặc biệt ở cái homestay này rất là nhiều thảm dặm chân đó, thảm dặm chân này dịp để ý nó cũng rất là đẹp, rất là có gu luôn. Còn ở bên này là thảm dặm chân hình thổ cẩm nha, bên kia cũng là hình thổ cẩm, với lại trên ghế cũng có một cái thảm hình thổ cẩm luôn. Thì Diệp thấy toàn bộ căn phòng ở đây đều được lót bằng sàn gỗ, nhìn rất là sạch sẽ và thoáng mát. Nãy giờ nói rồi thì chúng ta thiếu một nơi đúng không? Đó chính là nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta hãy cùng vô khám phá nha, nơi là nơi Diệp thích thứ hai của căn homestay này. Đây là nhà vệ sinh, nói dưới đây. Chúng ta sẽ bước vào nhà vệ sinh, đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái bồn tắm rất là to, rất là xinh đó các bạn. Từ cái vòi nước cho đến bồn tắm, tới đèn hay là cây xanh đều nhìn rất là concept, connection với nhau các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là thư giãn. Ngâm mình trong bồn tắm tuyệt vời. Vì biết ở đây có bồn tắm nên Diệp đã chuẩn bị hai thứ. Đều anh caramel đưa cho em. Hai cục này là hai cục sủi giúp cho chúng ta thư giãn hơn, với lại nó có mùi cực thơm luôn mọi người. Khi mà mình bỏ xuống thì nó sẽ sủi lên, xong rồi nó có màu hòa tan ra, rồi mình ngâm trong chậm, mình thư giãn, mình relax. Ôi tuyệt vời cuộc đời luôn. Đây là máy nước nóng lạnh nè. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái kệ đựng, đây là dầu gội, đây là sữa tắm, đây là hai khăn tắm với lại hai khăn mặt, rất là đầy đủ luôn. Còn bên này thì chúng ta sẽ có máy sấy tóc và ba tiếp kem đánh răng và một số bàn chải đánh răng mới tinh luôn, để cho những ai đi mà quên đem bàn chải chúng ta có thể dùng. Và đây là cái gương. Trong này sẽ có một cái tủ nhỏ để mà đựng đồ cho nó gọn gàng hơn á. Lavabo này lavabo này bự hơn lavabo nhà chị Nhung á mọi người. Mình sẽ qua bên này. Bên này là bồn tắm đứng, còn bên này là bồn tắm nằm, còn bên này là nhà vệ sinh. Dịp thì nó rất là tách biệt với nhau luôn. Nói chung là ok, ổn, duyệt. Trời ơi. Cái giò sen mà nhìn dễ thương quá. Alo. Thôi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nước nóng và mà khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà này thì Diệp cảm thấy căn homestay này rất đẹp, rất đầy đủ tiện nghi các bạn. Cái đầu tiên là mình sẽ nói đến vấn đề sống ảo đi. Thì Diệp thấy ở đây góc nào chúng ta cũng có thể chụp hình được hết trơn á, mà làm hận mấy bộ album luôn cũng được. Rồi ở bên ghế sofa này Diệp đang ngồi nè, tối có thể chúng ta sẽ cùng tụ tập bạn bè ăn uống với nhau, mở party, rồi chúng ta sẽ xem YouTube và Netflix. Còn nếu như mà chúng ta muốn nấu ăn á, thì khu bếp cũng rất là đầy đủ tiện nghi cho chúng ta, từ chén bát đĩa rồi dầu rửa chén, nói chung là đầy đủ. Còn nếu như mà ai bạn bè muốn hút thuốc á, thì chúng ta có thể đi ra ngoài ban công hút cũng được, nói chung là thuận tiện. Cái thứ ba là khi mà Diệp ở cái homestay này, nó đem lại cho Diệp một cái cảm giác rất là thoải mái như là ở nhà vậy các bạn. Từ giường nệm cho đến những cái tiện nghi đó, làm Diệp cảm thấy nó rất là sạch sẽ và chu đáo. Đó là vấn đề mà Diệp rất là thích của cái căn homestay này, đó là cảm giác thoải mái và yên tĩnh. Rất là yên tĩnh luôn mọi người, thấy không? Không một tiếng động gì hết trơn á. Nói chung là thoải mái, Diệp rất là ưng. Dành cho những ai quan tâm á, thì homestay này Diệp book với giá là 740.000 một đêm.
Ở Diệp sẽ để link dưới phần mô tả, nếu như ai quan tâm thì hãy bấm vào xem nha. Diệp nghĩ là với 740 ngàn một đêm như vậy mà share ra 4 người thì là mỗi người chỉ có 100 mấy thôi à. Rất là hời luôn ấy, rất là rẻ luôn ấy, với những số tiện ít nè, rồi sống ảo, rồi vệ sinh có bồn tắm, nói chung là rất là đầy đủ. Cái gì mà chỉ có 740 ngàn một đêm thì Diệp nghĩ là siêu rẻ. Siêu rẻ mà nó còn nằm ngay trung tâm quận 1 nữa các bạn. Quá là thuận tiện luôn, đỉnh đạt. Quá đỉnh đạt. Nếu như mà Diệp phải chấm điểm cái căn homestay này á thì Diệp nghĩ là Diệp chỉ trừ điểm của hai cái là không có cái gương toàn thân để mình có thể soi, và cái chăn không có cái ruột bên trong. Nói chung là cái đó là những cái thứ cần thiết á, nên Diệp nghĩ là mình sẽ phải trừ. Và Diệp sẽ chấm điểm cho cái homestay này là 8,75 trên 10. Còn mọi người thì sao? Hãy comment bên dưới cho Diệp biết nha. Và hôm nay thì do Diệp hào hứng quá nên Diệp đã dẫn cái video này với hai tempo giọng, là lúc đầu là rất là nhanh và lúc sau thì có hơi chậm một xíu đó. Nhưng mọi người thích cái tempo nào hãy comment bên dưới cho Diệp biết nha. Thôi Diệp giỡn thôi. Hy vọng là hôm nay Diệp đã gửi cho mọi người một cái idea về homestay có thể tụ tập bạn bè cuối tuần mà giá rất là hời. Nghe là có vẻ giống như quảng cáo nhưng thực chất là không có quảng cáo nha mọi người. Tại vì Diệp cảm thấy ở đây cho Diệp một cảm giác rất là thoải mái và yên tĩnh, nên Diệp rất là thích. Vì vậy Diệp chia sẻ cho mọi người biết. Nếu như mà trong thời gian gần nhất, trong thời gian sắp tới, Diệp chắc chắn sẽ quay lại cùng bạn bè để mà hưởng thụ cái không gian thoải mái và yên tĩnh này. Nếu như mà các bạn biết một cái homestay nào đó đẹp thì các bạn hãy gửi về fanpage homestay hay nha. Còn không thì các bạn hãy comment bên dưới video này để mà tụi mình sẽ tới đó và review cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này hôm nay. Peace. Bye bye.